Mùi keo các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn, mình là Snoopy đây. Thì rất là lâu rồi chúng ta mới được gặp lại nhau. Ngày hôm nay tôi rất là vui khi mà được ngồi đây để chuẩn bị unbox cho một anh em một đôi giày. Vời lờ luôn. Lâu lắm rồi, thật sự là lâu lắm rồi mới có giày để làm cho anh em coi luôn. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng vào với chủ đề của ngày hôm nay: unbox and review một đôi Nike sneaker. Bật mí nhá, đôi giày này là đôi Nike Sakai phiên bản mới nhất. Thì trước khi vào với việc unbox đôi giày thì tôi phải gửi lời cảm ơn tới group Raffle Japan, là cái nơi mà tôi đã trúng cái đôi giày này. Trúng đôi giày này cực kỳ đỉnh luôn. Thì như các bạn đã biết thì ở Nhật hoặc là trên toàn thế giới có rất là nhiều những cái group Raffle, tức nghĩa là những cái group mà bốc thăm trúng thưởng giày ấy. Chúng ta với mỗi một đôi giày thì chúng ta sẽ có những cái con số và chúng ta phải bỏ tiền ra để mua những con số đó. Sau đó ban tổ chức sẽ là người bốc thăm để xem người nào là người thắng cuộc. Có thể nói một cái ý rất là đơn giản như này, đó là những cái group raffle về sneaker ấy là những cái group mà tiền ít mà hit được là thơm các bạn ạ. Tùy vào giá trị của đôi giày, ví dụ đôi giày mà thấp giá tiền để mua một số thì nó cũng sẽ thấp, với những đôi giày cao thì giá tiền để mua một cái số thì nó cũng sẽ cao, nhưng vẫn là rẻ so với việc các bạn bỏ ra một khoản tiền khá là lớn để mua resale lại một đôi giày. Một lần nữa, xin cảm ơn tới toàn thể đội ngũ admin của Japan Raffle. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ vào với clip của ngày hôm nay: unbox và review đôi Nike sneaker. Theo mình thấy thì bạn ấy bọc rất là kỹ. Bạn ấy mua giày ở cái app này. Nói chung là tôi sẽ không quảng cáo gì về app. Ok, mở cái hộp ra. Wow, các bạn nhìn này, bạn... các bạn bên làm bên đấy rất là cẩn thận nha. Nó bọc cho mình vào một cái túi chống sốc ẩn ho luôn này. Nhìn xịn xò vãi cứ cứt luôn. Bỏ tạo ra sao. Đây, cái hộp giày được bọc trong một cái lớp giày chống sốc. Không anh, okay. Quên mất quay lại chuyện chính. Nhân vật chính của chúng ta đây là đôi Nike Sakai Vapor Waffle. Tên đây, rất cơ bản luôn. Ấn tượng đầu tiên khi mà cầm cái hộp này lên thì tôi thấy là nó khá là nặng và nó to vãi cả cứt ra. So với cái đôi Nike Sakai mà tôi đã sở hữu là đôi Waffle và đôi Blazer thì cái hộp của đôi này nó to vãi cả cứt ra. Vâng, và vẫn giữ nguyên cái lớp thiết kế như từ những phiên bản đầu tiên cho đến hiện tại. Giữa Nike nó được cắt ra này. Đó. Thì nếu mà chúng ta có hai đôi Nike Sakai thì chúng ta ghép hộp vào thì chúng ta sẽ được chữ Nike hoàn chỉnh, chữ Nike hoàn chỉnh. Vì là bản collab nên chúng ta có một cái hộp kéo như thế này, khá là xịn sò. Trước khi mở hộp thì chúng ta lía qua cái tem. Ở đây thì chúng ta có cái tem của nó. Và đây là size 8.5. Màu ở đây của mình có là màu vàng, xanh lá cây và màu muối. The hell, ok, mở ra nha. Các bạn có thấy bóng bóng không? Đấy, cái chữ Nike nó là phản bóng ở đây đấy. Và một cái chữ Nike chìm ở đây nữa này. Đó, các bạn thấy không? Đó, 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 đó. Ok, cái hộp này made in China. Và... Ê, what the hell, chốt tomate. Cái hộp made in China, thế nhưng mà đôi giày made in Việt Nam các bạn ạ. Sao ta? Ok. Rồi, đây là thanh niên của ngày hôm nay. Mấy cái giấy này chắc là mấy cái giấy mà các bạn ấy mua ở cái app bán giày. Đó, đây. Cái lớp giấy cũng vẫn như thế luôn, không có gì khác cả, vẫn giữ nguyên. Đó. Yeah, ten, đôi này đẹp vãi luôn, thề. Ok, thôi, cứ tặng cái hộp đằng sau. Ok, đẹp vãi cứt các bạn ạ, thề luôn. Mùi keo các bạn ạ. Giống mùi keo của mấy đôi Jordan vãi nhỉ. Mùi Việt Nam nữa đấy các bạn. Mùi Việt Nam đấy. Made in Việt Nam à? Chờ heo, chẳng luôn. Chẳng luôn, made in Việt Nam. Mà cái tem lần này nhìn rất là đẹp luôn. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình cầm cái đôi giày này lên ấy thì mình thấy đó là chất lượng gia công tốt hơn rất là nhiều so với những phiên bản đầu tiên. Những phiên bản Sakai, Blazer cũng không thể nào mà bằng đôi này được. À, mà mình nghĩ cũng đúng thôi, bởi vì là đôi này nó khá là mắc ấy. Mặc dù là mình nói là chất lượng gia công nó ok thôi, nhưng mà mình có thể thấy được khá là nhiều lỗi cơ bản, ví dụ như chồm keo. Nói chung là mấy cái này thì không thể tránh được rồi. Ok, chúng ta nghía qua một cái đôi giày, chúng ta có thể nhìn thấy đó là rất là nhiều những cái detail
chính mà đôi giày nó sẽ làm gấp đôi lên. Nói chung là cái phong cách thiết kế làm gấp đôi mọi thứ lên là một cái phong cách thiết kế cơ bản đặc trưng, nói chung gọi là đặc trưng của những cái đôi Nike collab với Sakai rồi. Ví dụ như chúng ta có thể thấy ở đây luôn, ngay đập ngay vào mắt luôn, đấy là cái dây nó làm hai dây lên, cái lưỡi gà nó cũng làm double lưỡi gà lên, cái đế lần này thì được làm nhiều hơn là 1, 2, 3 cái, 3 miếng, chính xác là 3 miếng. Tiếp theo chúng ta có thể thấy ở đây đó là một cái dấu swoosh của Nike và một cái dấu sơn swoosh của Nike. Đó, tức nghĩa là cũng có hai dấu swoosh luôn. Nhìn khá là khó thấy nhá. Các bạn nhìn thật kỹ thì mới thấy được cái dấu swoosh chìm bên dưới sơn bên sơn trắng này, các bạn thấy không? Đó. Rồi, đại khái là đấy là những điểm cơ bản mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay lập tức. Tiếp theo là vào về chi tiết thì chúng ta sẽ đi từ cái phần đế lên. Thì chúng ta thấy cái phần tiếp xúc với mặt đất ấy có rất là nhiều những cái dấu chấm chấm này, giống ở phiên bản waffle đầu tiên. Và các bạn phải lưu ý một cái cho mình, đó là những cái chấm chấm này này, các bạn đi khoảng 1-2 lần thôi là nó mòn sạch cả, sạch banh luôn. Nên là các bạn mà có những cái đôi Nike Sakai đi giữ một chút. Mình không khuyến khích là các bạn dán bảo vệ nhá, mình không khuyến khích cái điều đấy. Mình chỉ nói là các bạn đi thì cẩn thận một chút thôi. Đó. Và mình nghĩ là cái đôi này đi ở đường Việt Nam thì là một cái sự lựa chọn mà nó gọi là không hay cho lắm, bởi vì nhất các bạn nhìn qua cũng có thể thấy đó là đôi giày làm hoàn toàn bằng da lộn này. Đi ở đường ở Việt Nam thì bẩn chết, mà ở Việt Nam ấy khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều ấy. Mưa đã là một chuyện rồi, độ ẩm trong không khí cũng làm cho cái phần da này nó được bảo quản không được tốt cho lắm. Nhưng mà ok, đấy là việc sau. Quay lại với phần đế. Chúng ta có phần đế ở đây, có một cái dấu, cái logo Nike dập nổi ở đây, sờ thấy luôn, bằng cao su luôn, sờ thích lắm. Chúng ta nhìn kỹ một chút thì chúng ta có thể thấy đó là những cái miếng xốp lần này thì được chia làm 3 miếng, nhưng về cấu tạo của đế thì nó chia làm 4 phần cơ. Thứ nhất là các bạn có thể thấy cái phần giáp tiếp xúc với mặt đất được giáp riêng một cái phần đây là màu đen này. Tiếp theo nữa là chúng ta có một cái phần này là phần xốp, và chúng ta có một cái miếng xốp này ở phần gót, nó chỉ chạy đến đây thôi, nó chỉ chạy đến phần giữa thân giày thôi. Đó, mình không biết là nó có tác dụng gì. Đó, và tiếp theo nữa là chúng ta có một phần cuối cùng là một phần cũng là xốp hay là cao su gì đấy, nhưng mà mềm vãi cả cứt luôn các bạn ơi. Các bạn có thể thấy tay mình bóp này nó lún cả vào trong luôn này. Đó, rất là mềm. Và cái đôi giày này mình nghĩ là nó cũng phải độn cho bạn cao lên được khoảng mấy phân đấy này. Khá là nhiều đấy. Chúng ta đi đến với phần thân giày. Thân giày thì được làm bằng khá là nhiều chất liệu da. Chúng ta có thể kể đến là da lộn và da thường. Chúng ta có thể thấy nó là da thường đây. Sờ khá là thích nha. Sờ khá là thích nha, không phải da đẻo đâu. Ở phần đít nữa này cũng là da này. Đó, phần đít này cũng là da này. Nhưng mà cái phần này thì lại là da lộn, và cái phần vàng vàng này cũng là da lộn. Ở phần đít này chúng ta cũng có thể thấy nó là cái Nike và chữ Sakai, và cái dấu swoosh của Nike nó làm như kiểu bị ngược. Tiếp theo nữa là về phần lưới này. Phần lưới này khá là mỏng nha các bạn nhá. Thế nên là mình chắc chắn với các bạn một điều là các bạn đi đôi giày này vào mùa đông thì rất là lạnh. Đó, điểm thêm một chút màu nâu ở đây, mình không biết nó làm bằng chất liệu gì, nhưng mà các bạn tưởng tượng là trên cái lớp lưới này nó nhỏ một cái lớp nhựa vào thì cái phần này nó như vậy á. Tổng quan thì đôi giày này nó cũng chả có cái gì cả, nhưng mà nhìn nó khá là đẹp, đi nó khá là thích. Trước đây thì mình đã khá là thích đôi này rồi, nhất là phiên bản màu trắng và phiên bản màu đen. Thì hai phiên bản đó hiện giờ giá khá là cao, nó toàn là trên 600-700 đô thôi. Đôi màu đen thì còn 800 đô cơ. Còn đôi này thì nó mềm hơn một chút, đôi này thì nó rớt vào khoảng 400-500 đô tùy từng size, và ở Nhật thì nó rớt vào khoảng tầm 5 man hơn một chút thôi. Thì đôi giày này được phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, tức nghĩa là năm ngoái. Và giá phát hành của nó thì rớt vào khoảng, mình không nhớ lắm, nó rớt vào khoảng 180 đô. Thì ở Nhật nó rớt vào khoảng 2 man mấy, mình cũng không nhớ lắm. Một cái mức giá retail thì cũng gọi là khá là cao so với những cái dòng giày của Nike. Chúng ta sẽ mở vào phần bên trong một chút. Thì tất nhiên là có cái lót lòn rồi, phải có cái lót lòn này mới được. Chúng ta ở đây cũng có thể thấy luôn như vừa nãy mình nói, đó là cái lưỡi gà này làm hai cái, và cái lót, mình lôi cái lót ra cho các bạn xem, cái lót đẹp lắm luôn, cái lót nó có keo ấy các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy không, nó rất là bé, cái phần ngang của nó rất là bé luôn. Mình thấy khá là khó chịu với những đôi của Nike bởi vì nó làm khá là ôm ấy, nên là mình đi khá bị đau chân cái phương này. Đây là cái lót, các bạn có thể nhìn thấy cái lót không, nó bé tí, cái phần này nó bé tí luôn ấy. Để ta thử ướm thử chân xem. Đó, các bạn thấy không? Nó còn không vừa chân mình nữa này. Vậy sao ta? Làm sao ta? Đó, thì ở cái lót này chúng ta có thể thấy đó là này họ làm rất là hay. Cái tag thì đính hẳn vào cái lót luôn, chứ nó không có đính vào trong này nha, nó không có đính vào giày nha. Nhìn rất là dễ luôn. Và cái logo Nike Sakai đó được sử dụng từ phiên bản đầu tiên cho đến phiên bản bây giờ luôn. Đây là cái
tem của nó, thấy không? Các bạn thấy không? Cái chất lượng tem, chất liệu bạn làm tem cũng là chất liệu khác luôn, nhìn rất là sang trọng. Mình thích những cái như này hơn là những cái miếng mà trắng mỏng 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 như mấy cái đôi bình thường ấy. Mình thích lắm, cái này khá là ok. Ở đây chúng ta có xem là made in Việt Nam này. Úi dồi, mà đống chữ Việt Nam luôn. Đỉnh. Đây là chiếc bên chân phải, chúng ta sẽ thử chiếc bên chân trái xem nó có gì khác không. Đây là chiếc bên chân trái nha các bạn nhá. Ở đây chúng ta có một cái tag là của cái app bán giày ấy, chỉ để chứng minh đây là một đôi giày authentic thôi, một đôi giày real thôi. Và mình cũng nói với các bạn luôn, đó là đối với mình ấy, khái niệm fake real nó rất rõ ràng. Đó là chỉ có hàng nhái và hàng thật vậy thôi. Không có khái niệm replica 1-1, replica 1-2, fake, super fake, không có. Thì chiếc bên chân trái chúng ta có một cái tem này. Bên trong thì có một bộ dây màu trắng. Mình cũng không biết là cho cái bộ dây này để làm gì, nhưng mà thôi. Và đương nhiên rồi, có một cái bát lòn. Đấy, cái bên này cũng có luôn một cái tem nữa bạn ạ. Thì chúng ta cũng có thể thấy được đó là mấy cái vụn này, mấy cái vụn từ mấy cái da lộn ra. Thì mình nghĩ là cái da lộn này nó chỉ là một cái loại xoay xoay thôi, không phải loại cao cấp VIP Pro đâu. Đôi này đến thời điểm hiện tại thì nó có 4 màu phối, là màu đen này, màu trắng này, màu vàng này và màu nâu đỏ. Đấy, thì là 4 màu phối, trong đó thì màu nâu đỏ là cái màu phối mà rẻ nhất. Có lẽ là bởi vì nhìn nó không được thuận mắt cho lắm, thế nên là nó rẻ. Mình rất là vui, bởi vì mình chơi raffle cũng khá là lâu rồi, mình mua số cũng khá là nhiều group rồi. Mai đến bây giờ mình mới trúng. Có lẽ là cái video này của mình cũng sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. Đó. Á đù. Các bạn nhìn này, đó, mấy cái vụn của mấy cái da lộ này nó bám lên giày nhìn bẩn vãi. Nhưng mà ok, đại khái thì một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn tới group Raffle Japan và đội ngũ admin của Raffle Japan vì đã lắc cho mình trúng đôi giày này. Yay! Trong tương lai thì mình sẽ cố gắng ra nhiều video về giày nữa, về Nhật Bản nữa, và có thể trong tương lai mà có điều kiện thì mình có thể sẽ đi du lịch, hoặc mình sẽ review thêm một chút đồ ăn thực phẩm gì đó ở Nhật chẳng hạn. Đó, bắt chước chị Trần Quỳnh Trần GP một chút chẳng hạn. Thì ok. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Sloopy, răng đẹp, cần tình thương, cần rất nhiều tình thương. Mình đã sắp được 100.000 sub rồi nha, sắp được nút bạc rồi nha. Cảm ơn tất cả mọi người luôn, cảm ơn tất cả mọi người luôn. Và có lẽ là nếu mà mình được 100.000 sub thì mình sẽ làm một cái gì đó vui vui chẳng hạn. Thì ok. Xin chào và hẹn gặp lại. Thế nhá. Thì bye. Quên một chút nhá. Bổ sung một chút, đó là nếu mà các bạn mà có ý định mua giày thì nên up 0.5 size nhá.